Hello mọi người, mình là Truyền Hữu. Thì sản phẩm này cũng đã lâu rồi, nhưng mà Hữu muốn đập hợp lại cho các bạn xem về cái sản phẩm U16K MK3. Thì Hữu nhắc lại đây là một cái sao kẹt đời mới ha, so với cái dòng MK2, với những cái thiết kế cũng như là cải thiện về âm thanh 24 bit, thì sử dụng với phần mềm rất hay. Và Hữu sẽ mở hộp và đánh giá cái sản phẩm này cho các bạn xem, và chúng ta nên mua hay không mua cái sản phẩm này thì cứ xem đi rồi quyết định ha. Thì trong hộp này các bạn sẽ có sách hướng dẫn, phiếu quy cọt nè ha, này kiểm tra chất lượng QC đầu ra sản phẩm. Rồi, trong cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái dây sạc như thế này. Rồi, cũng chả có gì đặc biệt hết. Cáp kết nối với lại máy tính ha. Rồi. Rồi, trong này nó sẽ có như thế này. Một cái dắt này là khi các bạn mua cái sản phẩm MK3 này, nó sẽ có một cái dắt zin đi theo sao kẹt. Nhớ nha, cái dắt zin này đi theo cái sao kẹt nó rất là đẹp như thế này. Này là dắt chuyển đổi từ 6 ly thành 3 ly để các bạn nghe tai nghe, hãng rất là tinh tế. Một cái dây này để chúng ta kết nối, đây là hãng nói là cái dây này, cái dây để chúng ta sử dụng app và cũng như là có thể live stream được đó, nhưng mà cũng có test rồi, nhưng cảm giác như cái âm thanh nó không được hay cho lắm. Thì cái dây này hãng cũng đưa kèm. Và cuối cùng là cái dây cáp nhạc hay này ha, RCA. Và đầu còn lại là 3.5 để các bạn ghim vào cái điện thoại để chúng ta sử dụng, chúng ta cáp nhạc. Rồi, ok. Và bây giờ là sản phẩm MK3 của chúng ta. Ở thị trường Việt Nam á, thì nói về hai cái sao kẹt thì cũng có làm một cái video clip để so sánh sao kẹt U16K với sao kẹt Icon rồi. Thì Hữu cũng có chia sẻ rất nhiều về cái điểm mạnh và cái điểm yếu từng cái sao kẹt. Thì các bạn nhìn sơ về ngoại quan, cái MK3 này nhìn nó rất là chắc chắn nè ha, nó rất là chắc chắn, nặng. Một cái thiết kế mạ kiểu mà màu bạc kết hợp với màu đen, mạ kim loại, nhìn nó rất là chắc chắn. Cái đời trước á, là cái MK2, thì những cái đường nét như thế này nó không có bo là như thế này đâu ha, nó không có bo mà nhìn nó rất là sắc. Còn khi mà qua cái dòng MK3 này thì nó đã bo những cái cạnh lời rồi, rất là tinh tế. Đó. Antron U16K MK3 Audio Interface, USB Audio Interface ha. Rồi, khi các bạn bóc cái này ra thì nó bên dưới là tiếng Anh nha. Ở trên này là cái miếng siêu này dành cho những người ở Trung người ta dùng. Và các bạn sử dụng thì các bạn bóc cái này ra. Nói về sơ về cái sản phẩm sao kẹt U16K MK3 này á, thì nó sẽ có 16 hiệu ứng nó ghi sẵn ở đây luôn. Mọi người sử dụng nè. Chế độ thứ nhất là Reverb cộng Delay. Chế độ thứ hai á, là Small Horn và La Horn. Và cái, có nghĩa là cái hang động lớn hay nhỏ để chúng ta sử dụng đó. Mà thật sự Hữu nói thật nha, cái U16K này hát mà không có phần mềm thì nói chung là nó còn thua cả K10 nữa. Âm thanh nó không có hay, không có bén thật sự. Mình không đánh giá cao cái sản phẩm này khi sử dụng đơn lập. Thứ nhất là nó nặng mít, thứ hai là tiếng vợp nó không mềm, nó ức ong 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 ong. Mình bán sản phẩm mình rất là chia sẻ, rất là thật thẳng thắn, ai mà mua sản phẩm này thì nên cài phần mềm thật sự luôn. Còn để mà mua về mà hát với hiệu ứng không thì Hữu khuyên là các bạn không nên. Tại vì cái âm thanh nó không hay bằng Icon và nó không hay bằng K10 luôn ha. Và có thể là K300 cái tiếng vang nó còn bén hơn cái con này. Thì cái con này nó hơn cái gì? Nó hơn là cái độ xử lý âm thanh nó là 24 bit ha. Còn cái Icon U-Bus Pro á, nó chỉ 16 bit thôi. Khi các bạn kết hợp với phần mềm nó rất là bén và tiếng nó cho ra rất là sáng của cái sản phẩm này. Thì trên này nó sẽ có cái dải chỉnh treble, trung, bass ha. RCA có nghĩa là bạn cắm cái dây này để chúng ta cấp nhạc vào bằng điện thoại cũng như là bằng máy tính cũng được, cắm vào 3.5 hay TV gì đó thì sử dụng cái này. Thì đây là cái nút điều chỉnh lớn nhỏ của cái nhạc này. Rồi, âm lượng mic grow cũng như là lỗ guitar mặt cắm phía trước nè, lỗ guitar, hai đường mic và hai đường phone. Các bạn nhớ nút master các bạn nới bận bật lên, nếu không bật lên thì chúng ta cắm dây live stream vào cái lỗ out cũng như là ra cái đây thì nó sẽ không có tín hiệu nha. Nhớ đây là cái loại nguồn USB cắm ra loa kiểm âm và đây là cắm dây live stream đó. Khi các bạn cắm dây live stream thì chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ đó ha. Thì trên sao kẹt nó sẽ có cái nút này, các bạn chọn chế độ nào cứ xoay và chọn thôi và xài thôi ha. Rồi, parameter 1, parameter 2 có nghĩa là gì? Khi các bạn để cái chế độ mà số 1 á, reverb cộng delay á, thì parameter 1 đó là reverb, là tiếng vang, và cái parameter 2 đó là tiếng delay. Voiceover này không sử dụng ha. Khi mọi người sử dụng thì chúng ta mở 48V để xài với phần mềm. Còn muốn sử dụng những hiệu ứng DSP thì chúng ta mở những cái đèn này lên.
Rồi, tóm tắt chung, đây là một cái sản phẩm rất là chất lượng, nhưng mà hữu khuyên xài với phần mềm thôi. Nếu mà chọn lựa giữa hai con, hai kênh với U16K mà thiên về phần mềm thì con này ăn đứt luôn cái icon, thật sự. Về cái độ phân giải âm thanh cũng như cái tiếng nó sáng. Rồi, còn nếu mà hát không bình thường thì icon nó sẽ hát tiếng vang nó hay hơn cái U16K này nha mọi người nha. Đó, thì ai mà muốn sử dụng một cái sản phẩm chuyên phần mềm mà giá thành tầm khoảng 2 triệu mấy thì chúng ta xài cái sản phẩm này. Còn nếu mà lên muốn đầu tư thêm xíu nữa thì mua sản phẩm solo ha, solo hoặc là những Focusrite để chúng ta sử dụng. Đây là phân khúc dưới 3 triệu thôi, đây là sao kẹt dưới 3 triệu để mọi người có thể sử dụng để thu âm live stream. Nhớ, đây là sản phẩm đáng mua phân khúc dưới 3 triệu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cùng nhìn ngắm lại cái sản phẩm U16K của chúng ta ha. Mặt trước nè, cái này là những cái nút hiệu chỉnh, và đây là cái đường cắm phía sau, rất là chắc chắn, nhìn rất là đẹp, rất là sang luôn. Nó nhìn tựa tựa như cái dòng Complete Audio. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ai xem video clip của Hữu chưa bấm đăng ký thì nhớ bấm đăng ký kênh để Hữu ra những video clip đập hợp những sản phẩm mới cho các bạn, cũng như là chia sẻ những cái mẹo vặt về âm thanh cũng như là phần mềm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại những video sau.